Xin chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái đề thi PE của môn Java Web kỳ Summer năm 2020 nhá. Thì ở đây là câu 1, câu 1 thì khá là dễ thôi, 2 điểm. Thì ở đây đề bài yêu cầu là các bạn sẽ design một cái form nhập dữ liệu như thế này, đúng không? Nhập first name là Nguyễn này, second name là Văn A này. Thì khi các bạn ấn vào cái nút là concat này thì nó sẽ show kết quả ở cái link là compute và hiển thị kết quả là Nguyễn Văn A. Đấy, tức là cái này cộng với cái này thôi. Được nhỉ? Đấy, đề bài khá là dễ thôi, 2 điểm câu 1 các bạn nhá. Thì ở đây mình sẽ demo sẵn cho các bạn, demo trước các bạn này. Đó, đầu tiên thì mình nhập là Nguyễn này, xong rồi Văn A này, xong các bạn ấn concat thì nó sẽ hiển thị kết quả, khá là dễ thôi. Đó, hay là Lê này, Văn B này. Đó, ok các bạn nhá. Đấy, ở đây thì có vấn đề là cái chỗ Lê Văn B này thì ở đây các bạn lưu cho mình nhá, là các bạn nhập như nào thì nó sẽ hiển thị như vậy, không có dấu cách đâu. Để mình xem tại sao chữ Nguyễn Văn A thì lại bị do mình để dấu cách đúng không? Đấy, nó hiển thị giống như này, chỉ là đơn giản cộng lại thôi, không có dấu cách nào đâu các bạn nhá. Đó. Còn khi nãy là do mình thêm dấu cách ở đây nên là nó mới có dấu cách này, đúng không ạ? Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ điều code nhá. Bài này khá là dễ thôi, cho điểm thôi các bạn. Đó. Thì mình sẽ tạo ra một cái project này. Java này, chọn Java web này, web application này. Đó. Đặt tên cho mình là quy 1 này. Đây thì mình sẽ số 1 nhá các bạn nhá. Rồi next này, xong là finish thôi, rất là dễ thôi, đúng không ạ? Rồi ok. Thì bây giờ đề bài nó yêu cầu ấy là mình phải design ngay ở cái trang index.html này nhá. Đấy, cái đề bài này thì nó khá là chi tiết thôi, nhưng mà đây là do là mình do các bạn về các bạn đọc lại đề cho mình. Thì mình nó viết nó hơi sơ sài một tí. Đó. Thì ở đây mình phải design một cái form để các bạn điền dữ liệu này. Đó. Thì để truyền được dữ liệu về server ấy, các bạn phải có một cái thẻ form bao quanh nội dung. Đúng nhá. Đó. Rồi, trong cái form này ấy, thì mình sẽ có thứ nhất là first này. Đấy, xong rồi mình sẽ có một cái input type bằng text này. Đấy. Name này bằng first. Ok không ạ? Thì các bạn lưu ý nhá, tí nữa mình get dữ liệu ấy thì mình sẽ get dữ liệu by name. Đó, rồi. Sau first thì mình sẽ có gì ạ? Có second đúng không? Đó, ở đây thì name này là name first, name này là name second, để cho nó khác nhau tí nữa mình get dữ liệu về. Và sau đó thì mình sẽ có một cái input type là submit. Đấy. Và mình sẽ có value là concat này đúng không? Đó, concat button này. Ok. Thì ở đây các bạn lưu cho mình nhá. Cái thẻ form của mình ấy là mình sẽ truyền dữ liệu về server. Đó, thì ở đây thì mình sẽ truyền tới cái link nào đúng không ạ? Thì ở đây các bạn lưu cho mình này, là đề bài nếu yêu cầu ấy là mình phải truyền vào cái link là compute này đúng không? Thì ở đây mình sẽ có một cái action. Đấy. Action là compute này. Đó. Ok, method thì mình sẽ để là port các bạn nhá. Rồi, cái method này thì các bạn để là port cũng được thì mà get cũng được nhá, không vấn đề gì hết. Đó, quan trọng là cái chỗ phần action này thì các bạn phải truyền vào đúng link để khi mà người ta chấm ấy thì người ta sẽ chọc đúng cái link này, được không ạ? Rồi, xếp lại này. Xong bây giờ mình chạy lại này. Ở đây các bạn chọn chrome cho mình này. Đấy, chạy lên nhá. Đấy. Ở đây cho muốn cho xuống dòng các bạn đơn giản là các bạn thêm br vào thôi. Đấy, cái form này các bạn không cần design đẹp đâu nhá. Các bạn chỉ đơn giản là design cho nó đủ là được, không cần đẹp, được không ạ? Đấy, rồi, có first, có second. Bây giờ mình nhập first này, nhập second vào và ấn concat sẽ được kết quả, đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái servlet nhá. Các bạn vào số bucket này. Các bạn new cho mình một cái servlet. Đấy, để nhận dữ liệu về mà. Mình đặt tên là compute này. Đấy, hay là mình đặt tên là compute control đi nha các bạn nhá. Cái tên này thì nó không quan trọng, được không ạ? Đấy, các bạn có thể next này. Đấy, xong ở đây, đấy quan trọng là cái đường dẫn này các bạn này, cái URL button này thì nó phải là gì ạ? Nó phải là compute. Đấy. Các bạn lưu cho mình nhá, cái tên này nó không quan trọng nhưng mà cái URL này nó quan trọng này, là phải làm đúng theo yêu cầu của đề bài. Vì là tí nữa nó gọi thì nó sẽ gọi tới cái đường link, đúng không ạ? Rồi mình sẽ finish này. Đấy, ok, thì đây chính là cái chỗ phần in kết quả của mình. Đó. Thì công việc của mình chỉ cần làm gì ạ? Mình chỉ cần get được cái first và cái second này là xong, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình chỉ cần get là xong các bạn. Đó, thì ở đây mình sẽ có một cái biến nhá. String này, first. Đấy, sẽ bằng request chấm get parameter này. Get parameter là gì ạ? Là first. Đấy. Với first chính là cái name các bạn nhá, lưu cho mình nhá, là mình sẽ get là get by name, đúng không ạ?
Đấy, thì mình tạo ra một cái biến là first, thì mình sẽ get tới cái phần tử có cái name là first. Đó, tương tự ta có second. Hoặc nếu mà để này các bạn bị nhầm lẫn thì mình để tên là f thôi, với f thôi, đều nhỉ. Chỗ này thì mình sẽ get ở phần tử có cái name là second. Đấy, ok, xếp lại. Xong rồi cuối cùng là mình có một cái biến gì là xong ạ? Biến result đúng không ạ? String result này sẽ bằng f cộng với s, tức là first cộng với second. Sau đó thì các bạn hiển thị cái first và cái second này là xong. Đó, thì ở đây các bạn chỉ cần vào chỗ này này, trong phần body này, các bạn thấy không? Đây là cái cấu trúc HTML của mình, thì mình chỉ cần hiển thị ở trong phần body là xong. Đó, đây mình hiển thị một cái thẻ p này. Đó, đóng p này. Ở đây thì mình chỉ cần cộng với result. Đấy, như vậy là xong được hai điểm khá là nhanh thôi, được không ạ? Ok nhá, bây giờ mình chạy thử các bạn nhá. Chạy lại này. Này. First Nguyễn này, Văn A này. Đó. Hoặc là Lê này, Văn B này. Ok chưa? Đấy, các bạn muốn cho đôi cách thì đôi cách vào cho đẹp này. Đó. Như vậy là mình đã xong được bài 1, hai điểm khá là dễ nhá. Đấy, thì ở đây nếu mà các bạn muốn thì mình sẽ debug cho các bạn xem cái logic của nó này. Đấy, mình đặt một cái breakpoint ở đây. Xong rồi bây giờ thay vì là run file thì mình sẽ chọn là debug file. Đó, để cho các bạn xem cái logic của nó như thế nào. Đấy, bây giờ mới lên này. Ok nhá. Nguyễn này, Văn A này. Đấy, ở đây thì mình sẽ đặt một cái breakpoint nhá. Đây, đặt rồi. Đó, còn kết này thì nó sẽ nhảy vào trong phần serverless. Đó. Rồi. Ở đây các bạn thấy cái gì? F của mình nó là Nguyễn đúng không? Vì nó get được cái giá trị ở chỗ thằng first. Đó. S của mình nó sẽ là Văn A là ở chỗ phần second. Đấy, xong đó mình sẽ có result sẽ bằng F cộng với first là Nguyễn A, sau đó thì mình sẽ in kết quả thôi. Đấy. Đấy, in kết quả này. Chạy hết thì mình sẽ được kết quả ở đây. Đó, đó chính là logic của bài 1. Ok không ạ? Số code thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả nhé. Câu Q2, Q3 thì mình sẽ tiếp tục làm ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.